Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: các ngươi chớ thì thầm với nhau, không ai đến cùng với ta nếu Cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo: ai nghe lời giáo hóa của Cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy Cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra, đấng ấy đã thấy Cha. Thật, ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì được sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này sẽ không phải chết. Ta là bánh hạt sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô.